Xin chào các bạn. Đây là cây sen đá của mình mà mình cũng không biết là nó tên gì luôn. Tên tiếng Anh cũng không biết mà tên tiếng Việt cũng không biết luôn. Nhiều bạn nói nó là hồng dâu, nhưng mà hiện tại bây giờ tháng 5 á, thì nó giống hồng dâu thiệt. Nhưng mà sang mùa hè nó sẽ màu khác. Nó từ tháng 10, tháng 11 đến tháng 5 á, là nó sẽ cái màu hồng như thế này, giống như hồng dâu. Nhưng mà sang mùa hè á, thì nó lại đổi ra màu xanh nha các bạn. Cho nên mình cũng không biết cây gì luôn, không biết tên luôn. Hôm nay mình sẽ vặt lá khô và một số lá già, và mình sẽ nhân giống như thế nha các bạn. Cắt một cây ra nhân giống. Và mình thường á, hơi làm biếng, cho nên á, mình bón phân bằng cách này đây các bạn ơi. Mình lấy ra khỏi cái chậu, mình lấy khoảng 1/3 hoặc 1/2 đất ở dưới chậu á, mình sẽ thay cái đất ở phía dưới đó thôi. Nhưng mà mình bỏ cái tỷ lệ phân sẽ nhiều hơn một chút xíu, là mình sẽ bỏ 1/1 bò và 1 đất mình trộn chung với nhau, là tỷ lệ 1:1, thì cái phân nó sẽ nhiều hơn. Và sau khoảng hơn 1 tháng thì 1 tháng hoặc 1 tháng rưỡi, 2 tháng, trong khoảng đó thì các cái rễ của nó từ bên trên sẽ đi xuống lấy chất dinh dưỡng và nó phát triển. Các bạn thử xem cái kết quả mà mình làm như thế này nha. Và bên trên này mình bỏ thêm một ít phân bò bên trên như thế này nữa. Không có mặn đâu nha các bạn, vẫn là mình thấy là cây vẫn tốt chứ không có sao hết. Còn cái cây con mình cắt ra mình trồng vào chậu luôn. Còn đây là cây con đây các bạn, sau 2 tháng nhưng mà cũng không có lớn lắm. Sau 2 tháng đều bị biến màu hết trơn luôn các bạn. Tại vì á, mùa hè á, cái hồng dâu này nhà mình nó đổi hết sang màu xanh à. Nó không có hồng nữa. Các bạn thấy cây mẹ sau 2 tháng có thay đổi không? Rất là thay đổi luôn đúng không? Cái màu của nó đã mất rồi, màu hồng không còn nữa. Và bây giờ phát triển rất là nhiều luôn, rất là nhiều con. Và hôm nay mình sẽ tách bớt lá khô, tỉa bông. Nhiều con lắm luôn các bạn. Quá chừng nhiều con luôn. Hôm nay mình quyết định sẽ thay cái chậu nha các bạn ơi. Cái chậu này nhỏ quá cho cây này rất là nhiều con. Và các bạn thấy không, sau 2 tháng mà lần trước á, mình bỏ cái đất ở bên dưới, cái đất bên dưới bỏ đi rồi và thêm cái đất khác và phân bò. Nhưng mà bây giờ các cái rễ của nó đã bao trùm hết luôn. Các bạn sẽ không có thấy được cái ngăn cách của cái lần trước đúng không? Và mình trồng toàn là đất thịt không à các bạn. Các bạn có thể thấy toàn là đất với lại phân bò thôi. Và mình cũng bỏ bớt 1/2 đất nha các bạn. Mình cho các bạn coi nha, đây là những con rầy nhỏ nhỏ đây. Những loại rầy này nó dễ diệt hơn là rệp sáp. Và hôm nay mình sẽ dùng đất, và mình cũng là đất thịt nha các bạn. Mình trộn thêm một tí đá trân châu vào và phân bò. Cây này dễ trồng cho nên nó đất nào cũng chịu hết các bạn. Mình đổi ra cái chậu lớn hơn một chút xíu để cho có nhiều đất và nó vững, để cái cây không có bị đổ. Cái cây con bên này nó vướng quá phải cắt, chứ không để được các bạn. Cắt và mình sẽ nhân giống thôi. Theo kinh nghiệm của mình, khi mình chuyển qua cái chậu to hơn, mình chỉ bỏ đi 1/2 đất thôi, thì các cái rễ của cây nó sẽ không có bị động, nó không có bị tổn thương các bạn. Nó chỉ bị một nửa cho nên nó không có sao hết. Và mình bỏ thêm đất, thêm phân thì nó sẽ tiếp tục phát triển thôi. Mình không có bỏ hết đất nha các bạn. Đó là kinh nghiệm của mình thôi. Còn mình cũng thấy có một số bạn là sẽ bỏ hết đất luôn.
Và cây mẹ ở trên những cái kệ lá nó hơi bị dơ cho nên mình xịt nước tắm cho cây mẹ nha các bạn. Không biết các bạn có bao giờ làm như thế này không? Mình thấy nó dính bụi á, mà bụi lâu ngày cho nên nó đọng lại, nó dính cứng luôn, cho nên mình rửa luôn. Nhưng mà cây này nó dễ lắm các bạn ơi, tưới lên lá cũng không có sao hết. Cây này mình thấy là rất là dễ chăm sóc. Và đây là cái chỗ có rầy đi các bạn, mình cũng xịt cái chỗ có rầy đi cho mấy con rầy nó rớt bớt đi. Đây là xà bông rửa chén mình pha với nước nha các bạn. Mình pha khoảng một muỗng canh cho một cái bình nửa lít như thế này. Và mình xịt vào cái chỗ có rầy. Mời các bạn coi sau 2 tuần mình xịt mấy con rầy ra đây các bạn. Mấy con rầy ấy thì mình chết hết rồi. Nhưng mà những cái con rầy đó nó làm cho cái cây này nó không có khỏe. Mình xịt xà bông đó các bạn. Xà bông rửa chén. Mấy con này thì nó cũng dễ diệt thôi. Sau 2 tuần các bạn thấy có gì thay đổi không? Đây là cây con bữa trước cắt ra đây các bạn. Cắt dưới cái nách mẹ nó ra. Cắt ra thì cái màu nó lại hồng các bạn. Không rồi, chắc mình cắt ở bên đây nè. Cắt ở bên cái cành này nè. Còn đây là chị của 2 tháng trước cắt từ mẹ ra. Hai chị em mà màu không có giống nhau lắm. Mời các bạn coi măng tây nhà mình nha. Cái măng tây năm đầu tiên mình trồng đây. Năm đầu tiên trồng thì không có được ăn nha các bạn. Đây là một cái chồi mới nữa, một cái măng mới rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Mình trồng 2 thùng, đây là 1 thùng nữa, và thùng này đang có 2 măng luôn, 2 măng non. Còn đây là mình trồng ở dưới đất. 3 cây nhỏ xí này là 3 cây từ hột đó các bạn, mọc từ hột đó, măng non này các bạn, mọc từ hột cho bé xíu xíu à. Đây bé này cũng từ hột đây. Còn trong kia là những cái gốc kia là mình trồng từ cái rễ, 6 gốc ở đây. Còn bên đây là mình trồng trong cái thùng to hơn, mập ghê không các bạn. 2 cây này mập quá trời luôn nhưng mà không có ăn đâu các bạn ơi. Và đang có một em đang mập thù lù luôn các bạn, đang lên. Ô, 2 cây luôn, 2 cây đang chen nhau lên. Đây, cái này là cũng mới mọc đó. Còn một cái chậu ở bên đây nữa. 2 chậu luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Mời các bạn xem video kế tiếp là mình sẽ nhân giống sen bèo viền hồng này nha. Mời các bạn đón xem nha. Bye bye các bạn.